Suzuki AJV 120 sản xuất năm 1998. Sau 22 năm sử dụng, xe đã được phục chế lại toàn bộ. Sử dụng động cơ 2 kỳ, xi lan đơn, hộp số 6 cấp, giải nhiệt bằng gió. Đạt công suất 15,5 mã lực, ở vòng tua máy 8.000, trọng lượng khô 101 kg. Bô đã thay của Stinger 120. $85 triệu là giá của chiếc xe bản số Sài Gòn 5 số 9 chủ bao sang tên. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi các chiếc xe giá rẻ tiếp theo.